Trong thời gian chưa đầy 6 năm, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm miệt mài nghiên cứu và kiện toàn tài liệu giảng dạy đã cho ra đời 5 cuốn sách về liệu pháp y mau mạch. Cuốn đầu tiên mang tên Năng lượng cảm xạ Thập Chỉ Liên Tâm Pháp, xuất bản năm 2012, gồm 136 trang. Cuốn thứ hai Thập Chỉ Liên Tâm Pháp Trình Độ Căn Bản, xuất bản năm 2013, nhà xuất bản Lao Động, 168 trang. Cuốn thứ ba Thập Chỉ Liên Tâm Cải Thiện Tuần Hoàn, Thông Mau Mạch, Sạch Tĩnh Mạch, xuất bản năm 2015, nhà xuất bản Hồng Đức, 286 trang. Cuốn thứ tư Thập Chỉ Liên Tâm Liệu Pháp Về Y Mau Mạch, Cải Thiện Tuần Hoàn, Thông Mau Mạch, Sạch Tĩnh Mạch, xuất bản năm 2016, nhà xuất bản Hồng Đức, 325 trang. Cuốn thứ năm Thập Chỉ Liên Tâm Liệu Pháp Về Y Mau Mạch, Thông Mau Mạch, Sạch Tĩnh Mạch, xuất bản năm 2017, nhà xuất bản Hồng Đức, 388 trang. Song song đó, Viện cũng phát hành các đĩa DVD bài giảng phổ biến kiến thức khoa học, các đĩa hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn chườm gan, và đều đặn đăng tải hàng ngàn video clip thực hành chữa bệnh trong lớp học trên mạng YouTube, Facebook để cho mọi người khắp Việt Nam và thế giới, dù không đến lớp, cũng có thể ôn bài hoặc tự học phương pháp. Từng bước, Viện xây dựng hoàn thiện dần cơ sở lý luận của phương pháp y mau mạch Thập Chỉ Liên Tâm. Các kỹ thuật cơ bản mà Viện hướng dẫn cho bệnh nhân và những người mong muốn phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, mang lại hiệu quả rõ rệt nhất là kỹ thuật bỏ đói cơ thể vào buổi sáng, kỹ thuật hớp không khí, kỹ thuật tác động hệ thống tuần hoàn, hệ thống xương khớp, hệ thống cơ vân, kỹ thuật chườm đá nóng vùng gan theo nhiệt liệu pháp chemotherapy, chườm lạnh vùng sưng nóng đỏ đau theo hàn liệu pháp cryotherapy. Phương pháp y mau mạch Thập Chỉ Liên Tâm có tác dụng cải thiện tốt các khu vực sau: khu vực đầu với các chứng rối loạn tiền đình, tuần hoàn não, cột sống cổ, ủ tai điếc tai người lớn tuổi; khu vực lưng, thoái hóa cột sống lưng, đầu thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm; khu vực đầu gối, các chứng đứng lên ngồi xuống khó, bước cầu thang khó khăn, đau mỏi khớp gối, thoái hóa khớp gối; khu vực chân, suy giãn tĩnh mạch, lạnh chân, vân vân. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.